Giai đoạn 2016-2022 vừa qua đã đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về công tác văn hóa doanh nghiệp trong toàn điện lực miền Bắc. Phát huy những thành tựu đạt được, việc triển khai hành trình văn hóa giai đoạn 2023-2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong công tác này của Điện lực miền Bắc. Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC, văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty đã từng bước chuyển đổi từ cách làm truyền thống mang nặng tính phong trào sang mô hình có sự lãnh đạo và quản trị mới, tư duy mới trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong quản trị vận hành, quản trị nội bộ và các lĩnh vực khác. Trong đó, tiêu biểu là các chương trình như khách hàng là trung tâm, đưa 5S ra lưới điện, lãnh đạo trong hành trình văn hóa. Giai đoạn 2023-2025 có tầm quan trọng đặc biệt đối với chiến lược phát triển của EVN-MPC đến 2030, tầm nhìn 2045. Vì vậy, Tổng Công ty ưu tiên định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc bám sát mục tiêu chung của tập đoàn, đó là tăng cường đầu tư cho đào tạo, truyền thông và xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa kinh doanh, văn hóa đổi mới sáng tạo và văn hóa số, trở thành nguồn lực và động lực cho sự phát triển toàn diện đối với Tổng Công ty. Cũng trong dịp này, EVN-MPC còn tổ chức hội thảo, học tập và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp với chủ đề nâng cao nhận thức để cải thiện chất lượng văn hóa làm việc, ứng xử, kinh doanh và xây dựng văn hóa học tập, đổi mới sáng tạo. Hội thảo đã tạo được sự hứng thú, tương tác giữa các đại biểu và diễn giả, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới những cán bộ quản lý, những người làm văn hóa doanh nghiệp, qua đó đào tạo bồi dưỡng kiến thức, đổi mới tư duy cho cán bộ quản lý nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian tới.